68 chai. Cái này là kem đậu đỏ. Còn đây là kem sô cô la, sô cô la đấy. Mời các bạn nhá. Còn đây là bánh trứng đúng không? Cái này ngon mà. Nhưng mà ngược sáng quá. Bạn phát biểu cảm tưởng. Chưa mùa hè các bạn đã cho bắt đi ăn kem này. Đúng rồi. Thôi anh em Quân. Ngon không em? Ăn bánh nhiều đấy, ăn kem nhiều vào chứ. Ăn ở chỗ đói. Ăn chỗ đói à? Sáng ăn được món bát cơm. Được. Tôi đang nghe mày. Các bạn nhé. Giới thiệu đây là món gì nhỉ? Món gà giá. Mời anh em nhé. Trứng. Trứng gà. Trứng ốp à? Đam bỉ. Có những cái gì? Cái cả gia vị à? Gia vị là kiểu nó cái bánh tráng. Trộn trứng vào. Trứng. Thôi, sẽ nỉ. Sẽ nỉ. Kìa. Bọn này đi ra ngoài ăn. Lái xe. Bọn này đang giờ làm việc. Ra ngoài. Không được. Ăn cái kem này các bạn ạ. Đây, ăn cái kem này rất nhiều bột. Không ngọt nhưng rất nhiều bột. Đậu đỏ mà. Không có ấy đâu. Lắm bột lắm. Đây. Ăn cảm giác như toàn bột đây. Nấu hai loại, một loại là 65 khoai, một loại 20 mấy khoai. Đây 25 khoai đấy. Cái này là như thế này nhưng mà nó có khoai. Nó tăng ngọt hơn. Nhưng cái này nó lắm bột á. Đa số là bột nhiều. bốn là trừ đi thì biết ngay mà. Rồi thế là đã hết kem anh em này. Ăn kem đi, ăn đi, ăn nữa. Thôi, video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.